Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 9 tây tháng 9 ở Cali Và ở Việt Nam hôm nay đã ngày thứ 6 rồi, ngày 10 tháng 9 Thì chúng ta thì được là giá bịch của hôm nay thì cũng không có khác gì nhiều so với lại lúc mà mình làm video ngày hôm qua Giá tương đối cũng là đi hàng ngang nhưng mà hôm nay nên thường muốn dành thời gian thứ nhất là chia sẻ tài liệu liên quan tới bitcoin nhất là thường muốn vẽ một bức tranh cho các bạn thấy được là tình hình on chain như thế nào sau khi mà chúng ta thấy được là cái đợt mà xuống giá mạnh cái t hai ngày ngày bảy tây đó thì đã có thêm một số tài liệu thực hiện để chúng ta cần phải quan tâm đến để có cái nhìn tổng quát hơn khi mà nhìn vào tài liệu on chain cũng như là chúng ta sẽ nói tới những cái tài liệu liên quan tới allcoin nhất là những cái allcoin nào mà đang được đầu tư bởi những tổ chức đầu tư và chúng ta cũng sẽ nói tới những cái thông tin nó bật ngày hôm nay nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu để mà nói về tình hình on chain của bitcoin đi thì trước hết thì muốn trả lời một câu hỏi mà nhiều bạn thường hay hỏi thường là tại sao chúng ta lại thường xuyên nhìn những cái tài liệu on chain của bitcoin và lâu lâu nhìn vào tài liệu của ethereum nhưng mà lại không có nhìn vào tài liệu on chain của những đồng khác Thật ra những đồng khác thì cũng có một số những tài liệu on-chain Nhưng mà chúng ta nhìn vào tài liệu on-chain nó đây đã là một trong những cái cách phân tích rất là mới rồi Và khi mà chúng ta nói tới tài liệu on-chain đó, thì đối với Bitcoin Thì cái độ chính xác nó sẽ cao hơn là khi mà chúng ta nói tới những cái coin Tại vì Bitcoin đó trên căn bản cũng là một trong những đồng mà dễ hiểu và cách sử dụng thì cũng rất đơn giản các bạn được là khi Bitcoin rời khỏi sàn Thì thường là người ta lấy Bitcoin ra để mà đem về ví cá nhân cho nên các bạn có thể nghĩ đơn giản là lấy ra khỏi sàn là cái dấu hiệu tốt có thể là lưu trữ đầu tư lâu dài. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi những đồng như là Ethereum hay là chúng ta nhìn vào những cái altcoin khác. Khi mà những đồng đó rời khỏi đó thì chưa hẳn là họ đầu tư lâu dài. Họ có thể lấy những cái đồng đó rời khỏi sau đó họ tham gia vào những cái dụng DeFi cho nên các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới những cái coin đó thì cái độ chính xác của tài liệu on chain nó sẽ giảm đi cho nên thường nó là nhiều người chỉ nhìn vào tài liệu on chain của bitcoin mà thôi và thật ra mà nói thị trường nói chung vẫn tiếp tục đi theo xu hướng của Bitcoin. Có thể là các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó là Bitcoin thì đi hàng ngang sau cái đợt mà xuống giá mạnh nhưng mà có nhiều altcoin đã tăng trưởng liên tục trong vòng mấy ngày qua chúng ta nói tới Near, chúng ta nói tới Solana vân vân. Nhưng mà trên căn bản các bạn được đây là thường là cái tình hình ngắn hạn mà thôi. Thường là dài hạn đó thì nhiều đồng sẽ đi theo xuống của Bitcoin và khi mà chúng ta thấy được là lúc mà cái Nút nhạc đã ngưng rồi là có nghĩa là sau khi mà những con coin đã nhảy múa xong thì lúc đó chúng ta sẽ được là tiền lại chảy trở về Bitcoin và chúng ta thấy được là nếu như mà thị trường này tiếp tục phát triển đó và cái đợt bô này, này tiếp tục thì chúng ta sẽ thấy được là tình hình đó là giá Bitcoin sẽ chạy lên và những cái coin đó thì hầu như là đứng nghiêng ở cái hàng ngang hay là đi theo nhưng mà đi theo không có nhanh bằng chỉ khi nào mà Bitcoin đi hàng ngang thì lúc đó mới là cái thời điểm tốt cho coin mà thôi cho nên All con phát triển mạnh nhất đó là lúc mà Bitcoin có sự phát triển mạnh sau đó Bitcoin đi hàng ngang Đó là cái sự tuần hoàng của tiền ở trong thị trường này Thì đầu tiên hết đi tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thông tin liên quan đến trong cái đợt xuống giá lần này Tình hình là có bao nhiêu Bitcoin rút ra và nạp vào có phải chúng ta thấy được là mọi người hoảng loạn Đẩy Bitcoin lên trên sàn hay là không Thì câu trả lời là không phải mà còn ngược lại nữa Thật ra chúng ta đang nhìn vào đây là cái tài liệu liên quan tới mỗi một ngày thì có bao nhiêu Bitcoin nạp vào và rút ra trên những sàn cái thanh mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó chỉ xuống nghĩa là rút ra nhiều hơn là nạp vào và chúng ta đều là tình hình đó, không chỉ là mới đây mà là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày mãi cho đến ngày hôm qua, 12 ngày liên tục gần như là 2 tuần, tình hình là bị coi cái rời khỏi sàn và rời khỏi sàn, vừa rời khỏi sàn chứ không phải là nạp vào, có nghĩa là chúng ta đều tình hình là ngược lại, tình hình là bị coi càng ngày càng ít hơn và ít hơn trên sàn và chúng ta nhìn kỹ hơn đó chia ra đi chúng ta bây giờ sẽ nói về những cái sàn spot như những cái sàn mà cho các bạn giao dịch thông thường thì các bạn sẽ thấy được một điều đó chính là cái số lượng bitcoin rời khỏi đó trong vòng 2-3 ngày qua trong thời gian mà giá cả đi xuống mạnh thì tình hình là chúng ta đương nhiên là thấy là 3 ngày liên tục là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào khi mà chúng ta nhìn vào những sàn spot nhưng mà cái số lượng lớn rời khỏi đó thật ra là rời khỏi sàn futures những sàn mà cho các bạn sử dụng futures hay là margin thì các bạn được là cái số lượng mà Bitcoin rời khỏi đó ngày hôm qua và ngày trước đó nữa rất là nhiều đây là cái hiện tượng gì đây là cái hiện tượng nghĩa là khi mà các bạn thấy được là nhiều Bitcoin nạp vào những cái sàn mà cho các bạn sử dụng margin hay là futures thì những cái sàn đó đó, những sàn phái sinh thì những sàn đó người ta nạp vào chủ yếu dùng Bitcoin làm thế chấp để mà sử dụng margin hay là sử dụng futures. Khi mà chúng ta thấy được là cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi có nghĩa là những trader đó đã lấy Bitcoin ra họ không muốn tiếp tục sử dụng nhiều margin và future nữa. Có nghĩa là những cái lệnh margin và future đã giảm số rất là nhiều trên thị trường và chúng ta thấy được đây là cái hiện tượng là nhiều Bitcoin rời khỏi những cái sàn mà cho các bạn sử dụng margin và futures và khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu gần đây hơn, nghĩa là chúng ta chuyển qua thành một thanh này là một giờ đi, thì các bạn thấy được là tình hình mới nhất, tại vì các bạn vừa nhìn thấy đó là tình hình của ngày hôm qua và những ngày trước đó, tại vì mỗi thanh là một ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, nhưng mà khi mà chúng ta chỉ nhìn riêng ngày hôm nay thôi nghĩa là ngày chính tây ở Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là ngày hôm nay phần lớn chúng ta lại thấy có cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn giao dịch vào cái thời điểm là cách đây không lâu cách đây đó là một tiếng hai tiếng ba tiếng bốn tiếng năm tiếng sáu tiếng bảy tiếng trước đây đã có tổng cộng là 16.000 bitcoin mười 16 sáu bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào có nghĩa là chúng ta tiếp tục thấy tình hình là tuy là giá cả đi xuống mạnh nhưng mà lý do tại sao thì đã chia sẻ trên những video trước đây là giá cả xuống mạnh đó chính là liên quan đến cái số lệnh future và margin bị thanh lý còn về cái phương diện là nhiều người lo lắng không có lòng tin nữa đem Bitcoin lên sàn để mà bán thì chúng ta không thấy có cái hiện tượng đó mà ngược lại trong lúc mà giá đi xuống đó vì cái số lệnh future bị thanh lý nhiều sàn không có cho người ta login để mà mua được khiến cho giá tiếp tục đi xuống nữa khiến cho nhiều lụ lệnh bị thanh lý dẫn đến là một cái ngọn nến đỏ rất là dài mà chúng ta đã chứng kiến cách đây hai ngày thì trong khoảng thời gian đó chúng ta đã thấy là có nhiều người nhân cơ hội này để mà đi thu mua bitcoin và họ có thể là hiện tượng chúng ta đang nhìn thấy là hiện tượng thu mua xong đem ra khỏi sàn đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một tài liệu khác nữa đây là tài liệu cho chúng ta thì được là trên những sàn giao dịch bây giờ còn bao nhiêu bitcoin thì chúng ta thấy được là cái số lượng bitcoin trên những sàn giao dịch ta bây giờ lại cắm đầu trở xuống nữa có nghĩa là chúng ta thì được là một lần nữa tình hình là phản ảnh là cái số lượng nạp vào rút ra hàng ngày tình hình bây giờ các bạn thấy được là từ cái thời điểm là ngày 25 tháng 7 tới bây giờ thì chúng ta thấy được là tình hình là Bitcoin càng ngày càng rời khỏi sàn chứ không phải là nạp vào có nghĩa là chúng ta không thấy cái hiện tượng là nhiều bitcoin nạp lên trên những cái sàn giao dịch và một lần nữa chúng ta nhìn vào những cái sàn phá sinh tại vì thường nghĩ là cái điều mà chúng ta đã từng nói trước đây đó là chúng ta thường xuyên nhìn vào tài liệu liên quan tới là có bao nhiêu phần trăm bitcoin đang có lời thì đương nhiên chúng ta cần phải để ý đến là có bao nhiêu bitcoin đang có lời tại vì càng như bitcoin phần trăm đang có lời thì cái cơ hội bị chốt lời càng cao nhưng mà một trong những tài liệu chúng ta ít nhìn đến đó chính là tình hình trên những cái sàn future những cái sàn phái sinh như thế nào nếu như chúng ta có quá nhiều lệnh lon mà chúng ta cùng lúc đó có nhiều cái số lượng bitcoin đang có lời thì cái tình hình đó chúng ta có thể là có một cái cú đâm mạnh như chúng ta mới vừa nhìn thấy cho nên bây giờ thường sẽ chú tâm hơn để mà chia sẻ với các bạn tình hình ở trên những cái sàn phá sinh bây giờ nhiều lệnh hay là ít lệnh lệnh nào lon nhiều hay là sốt nhiều và tình hình của cái số lượng bitcoin trên sàn là bao nhiêu bao nhiêu phần trăm đang có lời tôi nghĩ là những tài liệu này sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn để có thể nhìn thấy được là tương lai gần tình hình sẽ như thế nào thì chúng ta bây giờ đó nhìn vào tài liệu cũng tương tự như mới đây đây là chúng ta nhìn vào tài liệu bitcoin trên những cái sàn giao dịch và chúng ta tính chung tới các sàn nhưng mà nhìn riêng ra đó thì các bạn thấy được tình hình phản ảnh là cái số lượng bitcoin rời khỏi những sàn giao dịch đã tăng tốc vào cái thời điểm là ngày 27 tây tháng 8 và tiếp tục tăng tốc cho nên bây giờ nghĩa là bitcoin rời khỏi những cái sàn phá sinh và đồng thời các bạn thấy được là cái số lượng bitcoin trên những cái sàn spot đó, cũng tiếp tục đi xuống Đây là dấu hiệu là rõ hơn Tại vì thường đó là những nhà đầu tư Mà họ tích lũy lâu dài Họ sẽ mua Bitcoin trên sàn Spot Rồi lấy Bitcoin đó ra khỏi sàn Cũng như thuận mà nhiều bạn Cho nên tài liệu này phản ánh được là Bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 đó Là những Bitcoin trên sàn Spot nó mất đi Mà mất đi có nghĩa là tình hình Tuy là chúng ta thấy có cái đợt đi xuống giá cái này hai ngày Nhưng mà tình hình chung ở trên on-chain không hề thay đổi Cái đợt xuống giá cái này hai ngày Chỉ là cái đợt xuống giá do cái số lượng nền lon và future bị thanh lý dẫn đến tình hình xuống giá mạnh như vậy nhưng mà ngay sau đó thì các bạn hiểu là chúng ta đã có nhiều nhà đầu tư lâu dài bước vào và họ là tiếp tục thu mua tại vì chúng ta đã nhìn tài liệu ngày hôm qua là cái số lượng người bán đó chính là những người đầu tư ngắn hạn thì nói tới đây đó thường muốn chuyển qua để mà nói về bây giờ chúng ta có thấy nhiều lệnh future hay không thì các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó, cái cột mà đi xuống màu xanh này rất là mạnh ngày bảy tây đó chính là những cái lệnh future bị thanh lý và sau đó thì các bạn đều tình hình ở trên những cái sàn future thì khá là ổn định có nghĩa là sau khi mà có cái số lượng lệnh bị thanh lý đó thì tình hình là ổn định không có cái dấu hiệu là tăng thêm nhiều lệnh trên sàn có nghĩa là nhiều trader bây giờ là khá cẩn thận và chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều này thông qua burning rate nghĩa là cái phí qua đêm đó thì các bạn thấy được là cái phí bây giờ tính theo đây là cái tài liệu tính theo giờ thì là 0.005 tài liệu mới nhất 0.005 thì coi như là cân bằng giữa lệnh long và lệnh short nghĩa là trên sàn bây giờ chúng ta có cái số lượng lệnh giống như được gần như là bằng nhau và khi chúng ta nhìn vào tài liệu ở Bybit á các bạn thấy được là tinh hình là nói chung để thằng refresh cái channel lại thì nói chung bây giờ các bạn thấy được là tổng cái số lệnh lon thống kê trên những cái sàn như là sàn Bitmax, sàn Binance, sàn Bybit, sàn OKX, sàn Huobi, sàn Fimex, FTX, Deribit, Kraken, Bitfinex, AAX và sàn Bitget thì những sàn này cho thấy được là tổng cái số lệnh là 48% lệnh là lệnh long, 52% lệnh là lệnh short cho nên lệnh bây giờ cũng tương đối là cân bằng. Nhưng mà các bạn thấy được là phần lớn những sàn như là chúng ta được sàn Bybit rất là nhiều lệnh short trên đó và chúng ta thấy được là chúng ta thấy sàn Huobi thì lại có rất nhiều lệnh long. Tuy theo là sàn nhưng mà nói chung bởi vì lệnh long và short đó, nhìn chung thì là cái phần trăm coi như là cũng tương đối 46 so với là 51 bây giờ là 48 so với lại 52 thì cái mà thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là khi chúng ta thấy được là có nhiều bitcoin có lời mà cái số lượng lên non trên sàn tăng lên thì đây là cái khả năng cao chúng ta sẽ có một cái đợt điều chỉnh mạnh và ngược lại chúng ta muốn thấy là trước đây đó, thì không thích nhìn những cái lệnh short nhưng mà Nói thật chứ nếu như các bạn muốn chứng kiến Bitcoin đã tăng mạnh giống như là gần đây các bạn thấy được là tình hình Là Bitcoin đi từ 29.000 lên thẳng tới 40 mấy ngàn rất là nhanh rồi tới 50.000 rồi lại hơn 50.000 rất là nhanh Thì trong số ngày mà tăng trưởng đó chúng ta có rất là nhiều ngày chúng ta chứng kiến được tình hình là short squeeze như là ngược lại nhiều lệnh short quá dẫn đến là khi mà giá tăng đột ngột dẫn đến là nhiều lệnh short bị cháy hay là bị thanh lý dẫn đến giá cả được đẩy lên càng đẩy lên cao thì lại càng nhiều lệnh sốt bị thanh lý dẫn đến giá cả lại càng tăng cao cho nên nói chung đó, thì nếu như mà chúng ta muốn thấy bitcoin có sự tăng đột ngột thì các bạn phải thấy được là tình hình phải ngược lại là nhiều lệnh sốt ở trên thị trường